chơi. Biết luôn. Bật cái đèn lên, bật cái đèn lên. Trời ơi. Cũng phải được 60-70 vậy đó. Chết mẹ rồi, ra xong thì đèn nhỏ xẹp lép luôn. Trời chết. Vô thẳng hàng đây, thẳng hàng đi đã, thẳng hàng đây. Hướng nào? Hướng này đi rồi. Có một thấy nè. Dạ. Rồi về đó lên lên. Tôi lại. Cây mốt của thằng dạ. Thọ sống nó xa dạ. Hơn á. Dạ. Rồi. 2 3. Ừ xe của thằng Thọ chạy cũng dữ lắm bộ, nhỏ nhỏ chạy dữ lắm bộ. Vô lên. Ủa, gì đổi cái này qua bồ hả nãy? Hả?
Ô xe tải kìa. Rồi vô nè, vô nè. Hai ba. Không chơi rồi xe em lấy mấy remote cùi ra làm gì? Remote được 200m hả? 200m hả? 50m là max với làm gì remote GT2 mà được 200m. Trời ơi, remote đó là remote lại rẻ thúi, nó kèm theo xe mà. Rồi lên coi, lên coi. À, đây chơi có lên động được nè. Lên đầu nhiều hư visa với làm gì không kệ. Hư cầu sao với làm gì khóa lên đầu. Đâu chạy răng kia hết ga coi được nhiêu.